Dạ. Ừ, arigato. Đây là Osenji nha cả nhà ơi. Bữa ăn đâu năm mới cả nhà. Mikan-chan ga oreo imashou. Sa na. Đây là Osenji này cả nhà. Otoba-san ni oreo imashou. Sa na. Đây là bữa ăn đầu tiên đâu năm mới ấy, mang ra nhiều ý nghĩa nha. Arigato gozaimashita. Otoba-san. Ohayo cả nhà. À, hôm nay là ngày mùng 1 là sáng chúc Tết mẹ chồng. Sáng chúc Tết mẹ chồng nhá. Ô ba chồng ở rồi chứ? Ô ba chồng ở gì chồng ở rồi chứ? Ba đi chúc Tết ba đi. Gì à? はい。うん。はい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 。
chừng nào thì ta biết ta biết tí. Baba, y mi o senti wa? これも昔の風習だから、うん、あの要は私は食べるものがなかったから、うん、一緒、うん、でもよ食べて猫ちゃんかわいいなうさぎちゃん猫だよどうよ可愛い。猫可愛い。食べて。猫可愛い。砂糖があったから。アビちゃんのってミルクだよ。プニプニプニプニプリリズムかわいい猫かわいいか猫ゆきあきくるてみてじゃみんな見てよこれはすくやんたくおじゃあきにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーカズノコ入っとらんじゃんお父さんこれ好きで新幹線これ入っとらん卵卵これ薄しまで食べたん違うあのママの大好きな黄色くてああないなうん買ったよ今日は買ってましたずるいね後で一人で全部食べる後で一人で全部食べようとしたらねMọi người cái ô xin chín ở nhà đây này cả nhà này nó nhiều ý nghĩa lắm mùi loài nó mang ý nghĩa nó khác nhau ấy nhưng mà tổng quan là những cái ô xin chín ở đây là những cái hình tròn này những cái hình tròn hình vuông này là để mà khởi sắc một năm mới giống như là xuân sẻ là may mắn này cho nó tròn trìa này cho nó giống kiểu nó nghĩ thì phát tay phát lo cái sức khỏe giống như trong ở đây là cỏ này giống như cỏ cạn với cả khô này rất là nhiều loài cả rất là nhiều ý nghĩa ấy hàng không nhớ hết tất cả nha nhưng mà đại loại trung quý nó ý nghĩa nó như vậy ấy, nên không hết đâu ở như thế là ở đầu năm mới là người ta đều là ăn ô sen chi ấy để mà mang ý nghĩa cho năm mới là bạn suy nghĩ gì kiểu đó đây cũng có đồ nữa cả nhà này là chưa gì nhiều mà sao đó à mama ゆうきがずーっと取ってみる。あ、おかしいな。これをみかんにして。これみかんにしてれば美味しいのに。みかんエビして。みかんエビして。みかんトースティーだ。これでママの好きなの。これ何？食べに。アママツ体操体操終了だね終了いけるんあれあきこれかけると美味しいんだんだよどこ何しゃがるパパの靴下だよスリー
はい、何を食べるの？はい、どうぞ。お上がりくれ。これみかんなの。お嬢様、何食べるの？あ、猫猫どこ行ったって言って。猫猫。はい。ピンクだ。ラトリオ。ラトリオ。매매매다신가신남가가가냐이매고한테뭐야가메라거래코니약믹다아니르아니르아니르야코니약코니약아야마리마스데자트데야하이하라가이르바이바이đây là anh nhớ anh cảm giác thiên thần tắt 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 tắtできないか。日本日本秋に突き
何にな、あくよ。ん？何にな、これない？バーバー。書いてもらえない？bà sướng như cả nhà ơi, bà để tiên ạ, bà để cho cái phòng bi đấy mà, rồi hỏi là như là tiên đâu ra cái phòng bi đấy, cái phòng bi không nhá. Bây cái bữa sáng của dì là cả nhà là đi chúc Tết bạn bạn mẹ chồng rồi này. Rồi sau đó là cả nhà đi ra về là mừng tuổi cho cả con này. Và cùng nhau ăn một bữa ăn sáng gọi là bữa ăn đầu năm mới ô sen chi cùng gia đình. Bây giờ cả gia đình sẽ đi lễ chùa. Cảm ơn một năm đã qua cả gia đình đã cho gia đình bình an và may mắn. Thì cả nhà ơi, cái video của Hằng đến đây là hết rồi. Hằng cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video của Hằng. Nếu mọi người đã xem hết cái video của Hằng thì dành tặng cho Hằng một like và một bấm đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh ủng hộ Hằng nhé. Một lần nữa thì Hằng kính chúc tất cả mọi người sang một năm mới Quý Mão 2023 an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào cái video lần sau của Hằng và gia đình nha cả nhà. Bye bye, Happy New Year.